xin cho quý vị anh chị nha. Rồi thì hôm nay em quay với số cho anh chị, mình tiếp tục nha anh chị, lên sóng nha anh chị. Đó ngày 16 tháng 8 2023 ở Đài Khánh Hòa, thứ tư nha anh chị. Đầu số đầu tiên là 08 nè, 44 nè. Đó, hôm qua em mua con 44 anh chị, hôm qua Khánh Hòa, thứ tư hôm qua Đắk Lắk. À, anh chị hôm qua em mua 44 nha anh chị, xém vô nha anh chị. Rồi 35 nè, 26 nè, 13 nè, 63 nè, 3H nè, 63 nè anh chị, 3H à, 90 nè. Rồi còn mấy số như này là Đài Đà Nẵng nha anh chị, Đài tỉnh Kiên, tỉnh Đà Nẵng nha anh chị, tỉnh Công Ương nha anh chị, Đà Nẵng nè, 66 nè, 01 nè, 38 nè. Rồi còn số này này nãy bón dưới đây, đầu số 81 nãy bón ngày 16 à, đúng rồi em để đây, số có 3 tà 4 tà 81 80. Rồi 81 nha anh chị. Rồi rồi thì đây cũng số Zalo và số tài khoản như thường lệ nha anh chị. Đó, anh chị nào mà xem hoài thì biết. Rồi thì họ ID 3451 2205273226 nha anh chị, Zalo 0968673712. Đó, anh chị nào mà muốn mua vé số thì Zalo các bạn điện cho em nha anh chị, em chụp hình gửi vé số cho anh chị nha, gửi vé số cho anh chị. Đó rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.